chín của Cole, đó có thể là một chiến thắng. Tiếp theo đó là một con Kai'Sa. Mà con JC đang mà đánh chỉ bằng JC mà thôi. Một pha lệnh sóng âm rất tuyệt vời và đó là một pha kẹo. Vâng, xin được chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với cả giải đấu giao thông ăn mùa thứ 13 của chúng ta. Và chúng ta vừa kết thúc game đấu đầu tiên của trận bán kết 1 với một trận đấu top 1 dành cho chàng trai Tigreal. Anh ta với một bộ bài đã được tăng sức mạnh ở cái phiên bản hiện tại, đó chính là một bộ bài Draven thanh lịch cũng như là vệ sĩ, dứt điểm chàng trai IBI bởi một con Draven 3 môn đồ chân phái cũng như là dàn tanh quá cứng cáp. Và IBI, anh ta đành ngậm ngùi phải dừng lại ở top 2 với 8 điểm, Vekulu xếp ngay sau đó với vị trí thứ 3. Siram có cho mình 6 điểm với bộ bài chuột 3, Green có cho mình top 4 điểm đứng ở vị trí thứ 5, cầu thủ Mai 3 điểm, gái chảnh 2 điểm và cuối cùng là Luna đang có cho mình là 1 điểm. Với trận đấu và với cái meta hiện tại, các bạn có thể nhìn thấy Ilya vẫn đang chơi tốt, nhưng mà hơn cả đó chính là một con Draven VIP với những cái món đồ chuẩn dành cho Draven. Bạn có sở hữu cho mình một dàn tanh đồ khỏe, nó sẽ làm tất cả những gì bạn muốn và một cái lượng sát thương gây ra bởi những pha diều xoay quá ổn áp. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là IBI phong cách xuyên suốt từ bất cứ một cái giải đấu nào trong khuôn khổ The Chosen, anh ta luôn có cho mình một cái chuỗi thắng, một cái chuỗi thắng tốt và lên 9 chỉ đành ngậm ngùi gục ngã trước bài đấu mạnh hơn, kèo trên hơn của chàng trai Tigreal mà thôi. Lối công nghệ đầu tiên, tiến hóa bất ổn, trái tim hóa kỹ và chiến lợi phẩm, cậu bé nhút nhát anh ta đang xem đột biến là gì, bước biến hắc tinh thì hơi biến khó, hơi khó một tí thôi, hơi khó một tí. Trái tim hóa kỹ thì thành ra lại chốt bài luôn. Và với cái lối đánh rất là cẩn trọng tới từ Tigreal thì anh ta có lẽ là không thích cái việc phải chốt bài từ sớm như thế này. Có lẽ là cân nhắc lấy chiến lợi phẩm cũng được. Đúng là như vậy. Chiến lợi phẩm 1 giờ thì cũng rất ngon mà trái tim hóa kỹ rất phân cũng tính. Được. Rất phân hóa kỹ rồi và đây ra chuột luôn. Ui, một con Warwick. Tôi nghĩ là một con Warwick ở thời điểm này cũng mang lại cái giá trị dành cho vị trí của cậu bé nhút nhát. Trong khi đó, một cái trái tim, một trái tim hóa kỹ để kích hoạt cho mình là 3 hóa kỹ. Lượng vàng tiếp theo sẽ trả lớn nhất là 6 vàng hay là những con tướng đây. Và đó là một con Eco rất ngon vào Sejuani. Kích hoạt được nhà phát minh nhỉ? Nhà phát minh luôn, rất tuyệt vời. Và khi mà anh ta up cấp 5, anh ta sẽ có cho mình đó chính là thêm một con tướng gì đó. Một vị có trí thể là của một chuột tái chế kích hoạt cho mình sát thủ. Đúng vậy. Quyền năng anh ta khép luôn quyền năng dành cho vị trí của Warwick rồi. Rất dễ hiểu khi mà đây là một món đồ rất chấn phái dành cho vị tướng Ilya. Và thậm chí là nếu mà anh ta sexy hơn, anh ta có thể xào luôn Warwick. Đúng vậy. Chúng ta cùng chờ đợi. Sẽ là vị trí của một cái kháng hiệu ứng còn lại trên người con Eco mà thôi. Kháng hiệu ứng nếu như chốt Warwick thì sẽ build nốt một cái món đồ tốc đánh còn lại. Có thể sẽ là cuồng đao quân xô hoặc chỉ là giao điện cũng được. Nhưng đây là một tình huống random ra một cái vô cực trên người con Eco rất chất đấy, lượng. Rất đau. Một tấm đấm nguyên nhà, giết được một con sinh mai song rồi. Một tên thua 3 chết, xương xương tới từ nhà của Luna. Cậu bé nhút nhát anh ta vẫn đang đưa ra những quyết định vô cùng quyết đoán cũng như là chuẩn xác. Ở trong cả ván thi đấu trước cũng như là ván thi đấu này. Một cái lõi thua của tính toán tới từ nhà của IH Luna và anh ta thích thành công cho mình được 10 lợi tức rồi. Nên có lẽ đây sẽ là một ván đấu mà Luna anh ta chủ động muốn hướng tới một cái chuỗi thua nhiều hơn là một cái chuỗi thắng. Với cái thua có tính toán thì anh Monzi anh nghĩ là thua đến khi nào thì bắt đầu nên comeback. Tôi nghĩ rằng theo quan điểm cá nhân của tôi thì bạn cứ thua đến khi nào mà bạn sở hữu cho mình 50 vàng thì bạn có thể bắt đầu tính toán đến cái việc mà bạn có thể giữ máu. Khi mà 50 vàng luôn là cái lượng lợi tức cần thiết đối với những người đánh chuỗi thua để có thể sở hữu cái lượng vàng đủ tốt để comeback trong khoảng thời gian sắp tới. Còn đây là một con Koki 2. Một con Koki 2 thì rất sớm, có cho mình là 3 giao đồ cũng như là 2 vệ sĩ, một con Leona sẽ giúp cho dàn tanh của chàng trai cường số mạnh cứng cáp hơn và những pha chiến cơ oanh tạc sẽ mang lại lượng sát thương lớn đến từ cầu defect như kia. Nhưng mà liệu rằng có dứt điểm vị trí Warwick hay không? Eco tràn vào lưới giữa đồng quy và sẽ là một chiến thắng mà thôi. Mặc dù là Koki 2 nhưng mà đơn giản là Koki bắn hơi chậm. Và khi mà lần sử dụng kỹ năng thứ hai của Eco, nó sẽ mang lại lượng sát thương cũng như là tốc đánh cộng thêm. Và cầu thủ Mai cấp luôn phải gục ngã. Ui thôi, bài đấu quá mạnh của Tigreal. Thế này thì đánh một chuỗi win quá rất là dài rồi. Sẽ là một cái chuỗi win rất dài dành cho vị trí khó của cậu bé nhút nhát. Khó, hơi khó cho nó đi. Trận này mà anh ra out top được thì đúng rồi.
với một phong cách đánh rất chắc chắn cũng như là khả năng tư duy tốt đến từ Tegorio, thì khi mà anh ta nắm trong tay một cái form bài và đép ở early game mạnh như này thì tôi tin tưởng rằng đó sẽ là một trận đấu dễ thở dành cho Royal khi mà lợi thế về tâm lý với một trận đấu top 1 ở trong trận đấu đầu tiên, thì hoàn toàn Royal anh ta có thể tự tin ở trong trận đấu thứ hai này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nào mà chủ quan được, mặc dù là trận đấu đầu tiên nhưng bạn có top 1, nhưng mà giải đấu trong khuôn khổ bán kết của chúng ta đánh cho mình thẻ thức là BO4 chứ không phải là BO3 như vòng bảng, nên là vẫn có sự thận trọng dành cho các tuyển thủ của chúng ta. Luna thì anh ta phải nhận cho mình trận thua thứ 3 rồi, vòng đi chợ 2.4. Một con Cho'Gath cầm gậy phép không quá ngon. Nếu như đây là một con Cho'Gath cầm cho mình một cái nước mắt, một cái đai máu hoặc thậm chí một cái giáp thì có lẽ tôi nghĩ sẽ có người nhặt thôi và sử dụng luôn. Và đây là một tình huống mang về cho mình một cái kiếm BF trên người của Luna. Trong khi đó gái trải anh ta hướng tới một cái cung gỗ Việt Ulu lấy được một cái giáp. Từ Green anh ta hướng tới một cái đai máu à. Và còn lại vị trí của cậu bé nhút nhát cũng như ở EBE2 vẫn là hai người chơi có một cái phong cách đánh EBE2 vẫn như vậy, vẫn là một phong cách đánh chuỗi win, mang về một cái gậy phép có lẽ là ưu tiên ghép luôn quỷ thư. Đúng là như vậy, một tình huống rơi ra một con phách có áp 6 hay không? EBE tôi nhìn cái tay của anh ta tôi sợ quá. Vâng, rất nhanh, mua bán rất nhanh. Vâng, có lẽ là anh ta được sinh ra trong một cái gia đình đã làm về truyền thống về kinh doanh. Đúng là truyền thống về kinh doanh. Đúng là người chơi hệ kinh doanh tư tưởng tích tiền lợi tức rất tốt. Một con vách sẽ giúp cho anh ta dàn tay của anh ta trở nên cao hơn. Pháp sư chuỗi thắng 3 với quỷ thư bôi luôn. Ui, vâng, nhập luôn nhà mạnh luôn, nhất. Nhập luôn nhà Royal thôi đi rồi. Khó rồi. Một con chó 2. Cái này thôi khó quá. Mà người làm kinh tế thì đôi khi cũng phải chấp nhận những cái rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và đây là một cái trận thua khá đau đớn của EBE, một bài đấu quá mạnh. Tôi nghĩ rằng có lẽ là up cấp thì EBE anh ta vẫn thua mà thôi. Vẫn thua. Up cấp thua. Không quá 2 sao thì vẫn sẽ là một trận đúng thua. Vậy. Quyết định không up cấp của EBE trong pha vừa rồi là sáng suốt. Trừ khi up cấp mà vách 2, Manza 2 thì đẹp. Đây, đây là một con vách mà có lẽ nếu nó ra sớm hơn thì EBE 2 sẽ tự tin trong việc up level 6 của mình hơn. Nhưng đây là một con CV và lập tức bán đi mà thôi. Nhưng không sao, level 5 và đã tích lũy thành công cho mình 20 tiền cũng là tạm chấp nhận được. Một cái tình huống lấy hình như là một con Warwick từ chợ và sau đó về ra thêm một con Warwick nữa tới từ nhà của cậu bé nhút nhát. Thì anh ta vẫn đang cháy với 100 máu, trong khi đó hình như tôi nhìn nhà Siram đã sở hữu được cho mình một con Zihin thì phải. À không, đó nhà của Việt Ulu. Một Zihin cầm cho mình một cái bàn tay. Một bàn tay công lý, khả năng gây sát thương cũng khả năng hồi phục. Những phát bắn tới từ sân khấu tử thần đang tỏ ra là rất hiệu quả. Lượng sát thương gây ra đã dứt điểm đi được vị trí của một con Manza Ha. Một tình huống đồng hồ làm choáng tốt tới được Zilin và Vách đã bị hạ gục. Đây là một con Zihin có khả năng hồi phục tốt cũng như là lượng sát thương gây thêm. Thì Việt Ulu đã giành một cái chiến thắng trước nhà của EBE2. Một cái chuỗi thua 2 tạm chấp nhận được, chứ tên này mà thắng tiếp thì cảm giác là cái lượng tiền nó lại hơi đuối một tí, mình lại không có chuỗi. Thêm ra là đây là một, cũng được tính là một cái trận thua đẹp tới nhà EBE2 rồi. Vâng, một trận thua mà tôi nghĩ là chấp nhận được khi mà anh ta đã cũng mất chuỗi ở round đấu trước đó rồi. Một con Vex 2 khá tuyệt vời thời điểm này. Nếu như ra một mảnh găng thì anh ta có thể hướng đến một cái kháng hiệu ứng dành cho vị trí Vex. Lượng sát thương gây ra bởi những pha mảnh kinh hoàng có 4 ma pháp sư ở thời điểm này cũng là ok để giúp cho EBE anh ta có thể giữ máu. Nước mắt đồ quá đẹp. Và một cái mảnh đai lưng nữa. Một cái đai lưng. Morgana. Đôi Morgana. Barletta tôi không, anh ta mua xong anh ta bán. Là quyết định giữ mua bán. Đúng, anh ta quyết định giữ lợi tức khi mà Morgana chưa quá cần thiết ở thời điểm này. Việc mà anh ta tích tiền vẫn đang là quan trọng hơn. Đúng là như vậy. Sau khi vừa mất chuỗi thì việc bạn tích lại cho mình những cái lượng tiền nó cũng là một cái điều cần thiết. Tên của Green anh ta còn lại cho mình 84 máu, trong khi đó nhà thấp máu nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là IH Luna, cũng dễ hiểu thôi. Với cái lõi thua của tính toán mà anh ta đang sở hữu thì việc 66 máu sau round 2 chấm thì cũng tạm thời đang là chấp nhận được với một cái lobby kinh khủng như thế này. Vâng, cường sớm mai. Vâng, cường sớm mai đã có bùa xanh dành cho Cocky rồi. Rất tuyệt vời. Thì liệu rằng cường sớm mai anh ta có đánh do đồ ở trong trận đấu này hay không? Lướt đi. Vâng, và bắn những phát bắn với cái cuồng đăng con sô vào bàn tay, tôi nghĩ rằng lại là Draven.
lại làm ở Raven. Cảm giác Sirang anh ta có những cái món đồ rất ok dành cho Raven, 2,5 đồ dành cho Raven rồi. Cái câu chuyện đặt ra là liệu rằng anh ta có thể roll được Raven không? Khi mà đang dép mà cho mình là một con Lucian ở thời điểm này. Cảm giác Cường Smile ván thi đấu này anh ta hơi khát nước một chút xíu đấy. Ván thi đấu vừa rồi thì anh ta phải nhận một cái còng, phải ăn một cái còng nên cảm giác là cũng không cười được lắm, cảm giác hơi mếu một tí. Đâm ra ván này đánh hơi khát nước, muốn đánh một cái win trick, một con Lucian 2. Talon 2 đến từ cái chảnh, trong khi đó đây là một con Lucian 2 đến từ vị trí của chàng trai Sira. Một con Lucian 2 vừa những pha truy cùng diệt tận của mình ở thời điểm này, khi mà có công nghệ cũng như là có liên xạ trong đội hình, tôi nghĩ là rất ok để giúp cho Siram anh ta có thể giữ máu tốt ở khoảng thời gian 3.1 trận đấu. Luna thì chỉ còn lại cho mình 66, người đang cháy thì vẫn là TGRO, xếp ngay sau đó là FVM Gaming cầu súng mai kiếm súng cũng như là một con Talon VIP. Và nếu như các bạn khán giả các bạn vừa vào, các bạn chưa tiện theo dõi trận đấu của chúng tôi thì các bạn có thể nhìn bảng điểm ở bên phía bên trái màn hình, đó là bảng điểm sau trận đấu đầu tiên của chúng ta và tạm thời đang dẫn đầu đó là cậu bé Nhung Nhát với 10 điểm. Ui, hack được cho mình 2 vàng tới từ con Găng Blanc, rất đẹp dành cho nhà của Siram rồi. Và đây thậm chí là một cái combo đồ khiến tôi nhớ tới một con Lucian của mùa vệ binh ánh sáng, trang bị đầy đủ nhà máy tái chế và khảm bảo thạch. Có lẽ là rất nhà máy tái chế. Ui rồi ôi, rồi phải khởi luôn. Rồi ôi, đồ này thì cũng còn gì nữa cái đâu, khổng lồ luôn. Luôn cái gì khổng lồ đấy, thủ tượng đóng luôn, chuẩn chỉ luôn đấy chứ. Tôi nghĩ là bú rồi, ra được quả huyết kiếm này thì đúng ảo. Tôi nghĩ là việc tái chế trang bị, tôi nghĩ là liên ghép cái thủ tượng luôn, bởi vì đằng nào về sau nếu anh ta muốn ghép những cái mảnh đồ khác thì anh ta có thể bán đi và ghép đồ lại. Đúng là như vậy, máy tái chế rất lợi thế. Hình như đây thủ dành cho Java, đây là một cái đánh ngất ngư tới từ nhà của Siram đúng không anh Bonzi? Nếu là một cái đánh ngất ngư thì việc rơi ra nhà máy tái chế cũng lại vô cùng hợp lý luôn, bởi vì anh ta hoàn toàn có thể swap cái vô cực đúng không? Ý anh là một cái vô cực một có thể gia tăng lượng sát thương chí mạng hoặc là cung xanh cũng là được sự lựa chọn. Đúng cung là xanh. Như vậy, nhưng mà với một cái nhà máy tái chế sẽ giúp cho Sidam anh ta mở rộng cái hướng đi ở trong đội hình nhiều hơn. Anh ta có thể hướng đến IV, anh ta có thể hướng đến Draven, và thậm chí nếu mà anh ta thích sexy và thích làm khó mình thì anh ta có thể đánh Sivir. Một bài rất yếu ớt ở phiên bản này. Một bài rất yếu ớt ở phiên bản này, và tôi không nghĩ là có ai dám mang vào cái giải đấu này đâu. Khi mà một bộ bài một đôi Zihin, khi mà Zihin chỉ cầm cho mình đó là bàn tay công lý. Nhưng mà bàn tay công lý này thì khả năng cao có khi lại hướng tới Raven đấy anh muốn gì ạ? Rất nhiều người muốn form Raven ở trong ván thi đấu này, và một con Raven cầm cho mình cái BF, ai sẽ là người lấy đây ạ? Có phải là Luna hay không, hay là Tiger Green? Với những cái form mà Tiger Green đang sở hữu thì tôi nghĩ anh ta muốn hướng tới một ván đấu mà sử dụng những chủ lực bằng sát thương phép. Trong khi đó việc Ulu anh ta lấy thành công một con Raven cầm cho mình cái kiếm rồi. Ai đó đã cầm về cho mình cái xẻng. À, đó là vị trí nhà của Luna. Anh ta cầm về một cái xẻng. Xẻng này thì đánh chống thổi kèn. Có lẽ là biến tiến công cũng được, mà biến thanh lịch cũng được. Sẽ có hai hướng đi dành cho Luna. Ô, còn đây là nhà của Siram. Siram. Và đây là Cường Sử Mai. Vâng, Cường Sử Mai thôi. Anh ta lại đánh Ari rồi. Sẽ là Ari khi mà hàng trầu. Anh ta rất nhiều những con tướng trong bộ bài băng đảng. Rất nhiều băng đảng. Đôi Darius đã có sẵn để thủ sẵn kích hoạt cho mình hai vệ sĩ khi mà Bram được run ra. Liên xạ được cho vào để kích hoạt cho mình là ba liên xạ, giúp cho lượng sát thương đến từ Corki trở lên chất lượng hơn. Đối với cái cách build đồ Ari thì thú thực mà nói, bản thân của tôi cũng không thích cái crit phép này lắm, bởi vì nếu như crit phép thì bạn sẽ dễ dàng bị counter bởi cái giáp gai và cái vứt rồng. Lượng sát thương gây ra bởi Ari sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Nếu như đó là một tình huống ghép bộ phù thủy thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, nhưng đây là một cái crit phép đã được ghép sớm tới từ Cường Smile để anh ta có thể đép máu và vừa lên 7 thì ăn đấm. Không sao, không quá khó hiểu với phong cách chơi của Cường Smile khi mà anh ta trận trước anh ta cũng up 7 và anh ta phải nhận một trận thua ngay lập tức. Rất kém. Và đây lại tiếp tục là một trận thua ở level 7. Bằng một, có lẽ là level 7 không phải là một cái level có duyên với Cường Smile. Đúng như vậy. Một cái con số không hề đẹp một chút nào cả. Mà anh ta phải nhận một trận thua trước bài đấu gái chảnh sở hữu cho mình là một con Talon 2 sao có kiếm súng.
Tầm này cường mai tự rơi ra một Ôi con trời ơi, Ari hú, hú, thì hú, em Green. Chúng ta quá mải mê vào đây là chàng trai Green. Vâng, liệu rằng có nổ được hay không hay là mai nó nổ đây. 43 máu rồi. Seraphim ở mid 4-2. chắc Corki là có thể bỏ ra để thay Renata đúng vào, đấy. nhưng mà Sẽ anh quáp ta đang để đồ kích liệt xác. cho Midfielder cầm tạm. Tôi đánh giá một con Midfielder 2 ở thời điểm hiện tại đang nép khá là ổn. Lỡ sát thương gây ra tới từ những tình huống mưa đạn là rất nhiều. Và lần này anh ta gặp cho mình bài đấu Syrah. Rồi ôi, nỏ xét. Vâng, nỏ xét giật rất đau, nhưng mà Lucy cầm đồ như thế kia, nếu để Lucy tích được cái vùng đa quân số thì hơi khó cho Green, nhưng mà khả năng cao Green nổ rồi. Áp sát tốt, sẽ là một chiến thắng mà thôi. Và chúng ta hãy cùng xem một cái hũ nho nhỏ của Green, anh ta sẽ có cho mình những cái gì đây. Một cái trận thua, chuỗi thua 6 của Green. Một cái hũ Cậu nhỏ. bé nhút nhát thì vẫn đang quá cháy, nhưng mà sẽ phải mất chuỗi ở trong round đấu này. Chắc chắn là mất chuỗi. Hơi đen dành cho cậu bé nhút nhát. Chuỗi tháng 9 và đã bị cắt chuỗi ở trước thềm rau quái. eBay 2 anh ta. Từ từ khoan đã, chúng ta sẽ cùng đến với cái hũ của Green. Một găng, Ba nhưng mảnh hai đồ găng và một chát tôi nghĩ là rất ok rồi. Cũng Sẽ ok. là một cái bốc bắt họ dành cho vị trí của gạch lăng. Là như vậy. Gạch lăng sẽ là đồ rất chiến. Một cái giáp còn lại thì có thể sẽ hướng tới, ưu tiên hướng tới một giáp gai cũng được. Đây là dành một cho ván vị đấu trí đúng vậy, rất nhiều ram tay trong ván thi đấu này. Ui dồi ôi, ôi. Năm cái găng dành cho Green. Ui vâng, đó là lại là găng. Vâng, nhà Green anh ta buôn găng rồi, anh ta buôn găng và sẽ làm thêm cái bộ đồ nữa cũng như là giáp gai dành cho Illaoi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, giáp gai nó sẽ cho vi giác cho vào quỷ thư sứ pháp cho Renata là top 1 rồi. Đấy là về mặt lý thuyết. Về mặt thực tế thì chúng ta còn phải chờ lúc xem lobby của chúng ta có ai khỏe quá không. Đồ rất tuyệt vời. Đồ rất đẹp. Green Doom thì mát tay quá. Đúng, mát tay quá, chắc là tôi một nghĩ cái bốc là bắt họ bắt dành cho cho chiếu giác. Đúng giáp gai cho vi. Ôi, thua được anh nữa ta gì quyết định ghép máy chiếu, hai máy chiếu. Không, anh ta khai máy chiếu. Tôi nghĩ là cũng hợp lý anh ạ. Khi mà hai máy chiếu như này thì bạn sẽ làm cho tất cả những người khác ở trong lobby phải liên tục thích nhà mình để xem để ông ý để chiếu được đâu. Tôi nghĩ là lựa chọn Green là làm hai máy chiếu cũng là lựa chọn hay. Và sẽ là một cái độ khó chịu rất cao. Đúng như vậy. Và thậm chí là nếu như Green anh ta có một cái lối chơi bó cẩn hơn thì có thể ghép ba máy chiếu luôn. Hai con hai góc, một con đứng giữa. Thế coi như hết bàn, không cần phải xếp gì luôn. Không cần phải xếp máy chiếu. Green tôi có tâm sự với tôi chiều nay là anh ta cũng đang định đầu tư vào chuỗi rạp chiếu phim CGV. Và ngay trong trận đấu này thôi thì Green cũng đang thể hiện một mình là một cái máy chiếu di động rồi. Chiếu rất tốt đến từ vị trí của Green. Và liên tục có lượng vàng được hack đến từ vị trí của gạch và lăng. Người đang cháy thì lại là EBE. Còn sau một khoảng thời gian chúng ta bỏ quên thì EBE lại là người đang cháy cùng với cả Khái Chảnh với bộ bài Talon của mình. Luna lúc lồng đánh chống tuổi kèn thì chỉ còn lại cho mình là 27 máu mà thôi. Vừa lên được cho mình con Senna 2 và Siram anh ta lên được cho mình con Sivir 2. Nó sẽ được đẩy cho vị trí của Vi. Cũng được, là một tình huống tối ưu đồ tốt tới từ Green. Vẫn để lại cho mình ba ngoại binh để có thể hack lại được những cái lượng tiền. Và đây là một con Warwick 3 tới từ nhà của cậu bé nhút nhát. Có cho mình kháng hiệu ứng cũng nhiều quyền năng khổng lồ. Những pha cào cấu tới từ Warwick đang tỏ ra rất chất lượng. Một tình huống súng cao su lôi được vị trí của một con Vi về bên cạnh của một con Warwick như thế này thì tôi không chắc là nó có hiệu quả ở thời điểm này. Đây vẫn là một con Warwick đã tích được cho mình 25 số của cái quyền năng khổng lồ, khả năng chống chịu là có. Warwick đang cào và bị Vi bốc lên. Ngay Huy. Và đó một pha bốc tốt với cái đỏ xét để giảm cho mình kháng phép đến từ vị trí của Warwick. Một trận thắng trước bài đấu của TG Royal. Nhà tôi đang rất lo cho anh ta. Anh ta lại có cho mình chỉ còn lại cho mình 16 máu thôi, liệu rằng có thể nhìn kịp cái loại công nghệ thứ ba hay không đây. Rất lo lắng dành cho Luna lâu lâu. Nhà của Royal anh ta ra hai lõi hóa kỹ anh con địa. Ra hai lõi hóa kỹ trong ván thi đấu này. Hơi khó rồi. Đang ui một con dây si. Đã có dây si. Và bài Siram thì anh ta đã có cho mình là hai món đồ dành cho Illaoi, huyết kiếm và vô cực, cũng như là ba món đồ dành cho vị trí của Sivir. Một cái lõi ấn tiến công. Và anh ta đang vẽ đồ với cái lõi công nghệ trang bị tái chế mà anh đang sở hữu. Một con Sivir cầm đồ này thì tôi nghĩ là nó không được tối ưu cho lắm về cái lượng sát thương đâu. Có lẽ không một lát nữa thì chia sẻ thật với anh Hiếu là Sivir cầm đồ nào thì tôi cũng thấy thiếu cả. Yếu quá. Tôi đã đánh rất nhiều bộ bài mà tôi rất nhiều tiền, phải nói là tôi thực sự giàu ở level 8 mà tôi đánh một khung bài Sivir
chuẩn chỉ nhưng mà vẫn cút, bởi vì nó quá yếu so với những cái bộ bài khác. Nhưng mà khi mà bạn sở hữu cho mình một con CV2 ở level 7 và một con IRE như thế này có đồ thì vẫn đang là tạm thời chấp nhận được dành cho vị trí CRAM, trong khi đó Lula thì anh ta chỉ có lại cho mình là hai máu mà thôi. Có lẽ anh ta sẽ muốn hướng tới một còn lại mảnh kháng phép, một cái kháng hiệu ứng dành cho vị trí của Irelia. Có lẽ là như vậy. JC sẽ được gái chảnh cầm về. Và đúng là như vậy, CRAM anh ta muốn hướng tới một cái găng trên người con Brum hơn. Và một con Talon. Talon mới chỉ 2 mà thôi. Green anh ta lấy được gì? Tôi đang tò mò xem Green lấy được nước mắt hay là một cái giáp nữa. Có lẽ là đang lấy nước mắt thôi. Không biết rằng tôi chưa kịp lấy được nhìn nước mắt hay không. Nếu mà anh ta mà không lấy được nước mắt thì anh ta về anh ta làm ba cái máy chiếu. Anh ta chiếu nguyên màn gò. Và Green đã lên 8 rồi. Và cường smile anh ta roll. Anh ta roll nhưng những cái phạm cảm giác những cái pha roll chưa mát tay cho lắm. Chưa thấy vị trí của Ari đâu. Lên 8 roll rất nhiều tiền. Vẫn đang to đi rồi. Vẫn đang nặng. Anh ta vẫn đang nặng. Ram. Vâng, cường sử mai luôn. Vâng, người ta gọi là dưỡng sinh. Vâng, rất dưỡng sinh đến từ cường sử mai. Anh ta không hề vội vàng. Anh ta 45 máu. Anh ta cứ từ từ thôi. Cứ nhẹ nhàng từng cái. Ui rồi. Nhưng mà tên này bị đấm vào một cái thì tụt huyết áp luôn anh con dĩa. Khó quá. Ui nhưng mà Cookie bắn rất tốt nha. Nhưng mà bị một pha CC đến từ vị trí của Zyra. Ui. Ui phát tên lửa tới Cookie nhưng mà đã bị hạ gục bởi cái nội tại tới từ Talon. Và đội hình bên phía của cường sử mai anh ta đã hết sát thương rồi, chỉ còn lại Tuyến chống chịu ở phía trên mà thôi, thì chắc chắn đây sẽ một ván thua. Thì ngồi ý lực để có thể quăng con Poppy sang một cái vị trí khác đẹp hơn, cũng không đẹp hơn cho lắm, và đây sẽ là một ván thua 4 set của cường sử mai, còn lại cho 13-4 máu. Một cái ngưỡng máu tôi nghĩ là cũng khá là báo động ở trong giai đoạn này rồi. Ví dụ pháp sư có lẽ như vậy, hoặc là thiên sứ pháp sư cũng được nha. Ông ta anh ta lấy pháp sư luôn rồi. Chưa thấy ra Ari nhanh hơn một chút đi, Sử Mai ơi. Ui. Nhanh hơn một chút đi, chú thôi. Mua rồi. Đây rồi, nhanh hơn nào. Nhưng mà Victor 2 thì tôi lại đánh luôn Victor 2 anh muốn đi ạ. Không, anh ta sẽ để Victor để gây hiệu ứng mà thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, cường Sử Mai. Vâng, anh ta nãy có AC2 nhưng mà anh ta không mua, anh ta bán đi. Đây rồi, một con Ari tiếp theo. Thiếu một con nữa thôi ạ. Chỉ có một con nữa thôi. Vẫn đang roll ạ, 10 tiền cuối cùng. Một con nào. Đấy rồi, may quá cường sử mạnh. Không, con Zyra đang giữ hai con. Không nhìn được rồi. 18 giây cho anh ta. Vẫn là đủ. Nhanh lên cường sử mai ơi. Đây rồi, cường sử mai ơi. Đây. Một con Zico. Đang để hai con Zyra. Không sao, nhưng mà Ari đã có rồi, tôi nghĩ là ok. Chắc là bỏ vị trí của Zyra ra và kẹp thêm một con pháp sư hoặc là một vị trí của một thuật sư vào. Đấy. Vex sẽ thay vị trí của con Zeke. Ồ, anh ta hình như anh ta vừa bán đi Victor. Hay là anh ta bán nhầm nhở? Anh ta bán nhầm nhở? Không, tôi đang chưa hiểu cầu số mai anh ta muốn nghĩ gì. Anh ta muốn đánh hai pháp sư thôi. Hai pháp sư và năm băng đảng thì cảm giác hơi thiếu đam một chút xíu đấy ạ. Ôi, khó hiểu khi mà pháp sư anh ta lại bán một con Victor. Victor rất ngon nha. Tình huống đẩy cầu đi của cầu về cũng khá là chất lượng ấy chứ. Khá là đẹp ở thời điểm này. Cầu rất đẹp, đẩy cầu rất đẹp. Mà cầu số mai anh ta đang tính toán gì trong đầu đây? Khi mà đã quyết định bán cửa vách luôn. Khả năng cao là kẹp ẩn rồi. Anh ta muốn đánh hai ma pháp sư và kẹp ẩn. Anh ta sẽ bỏ đi Zeke và Victor. Đó, anh ta sẽ bỏ đi Zeke và Victor để kẹp ẩn cũng như học giả vào. Kẹp thế này thì liệu rằng có ra được cái còng hay không đây? Lula thì anh ta vẫn đang dẫy được với hai máu. Việc Ulu chỉ còn lại 8 máu mà thôi. Bài đấu thì đã lên được Ari 2 nhưng mà dàn tinh tanh đang rất thiếu nhi của cường sứ mai. Ôi, anh ta bán hai con Victor rồi. Cường sứ mai quyết định là anh ta cảm thấy rằng việc mà chỉ cần dàn anh đủ khỏe và Ari tích được cầu thôi là sẽ đủ lượng sát thương, thay vì bạn đánh cho mình là bốn pháp sư. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bốn pháp sư nếu mà tanh bằng Vex 2 vẫn ok. Vex 2 và một con Victor. Ta vẫn đang tìm một con Zyra 2. Dàn tanh tốt. Một con Zyra 2, một con Morgana 2 nữa thì sẽ là tròn bài. Brum 2 nào. Ê, đây rồi. Đây rồi. Dàn tanh chắc chắn rồi. Mo thì vẫn một nhưng mà tôi nghĩ rằng Brum khá ok ở thời điểm này. Có lẽ là thần tượng nữa thôi. Đây là một cái ô thần tượng không thực sự đẹp dành cho vị trí của Ari, nhưng thôi không sao, tạm chấp nhận được. Một cái thú tượng thạch giáp trên người của Morgana. Đây là một tình huống xếp chiếu lọt khe. Em né được chiếu luôn. Em cường xếp giữa và em cường né được chiếu của chàng trai Green bên kia. Băng địa chấn rất đẹp ạ.
những cái tình huống sẽ là một trận thắng của Cường mà thôi. Clean mà thắng được thì đúng giỏi, đúng là như nhưng mà vậy. đây là một bài đấu kèo trên. Green đang bị đấm rất đau, em Green V2 nổ set rồi thì nổ hũ các kiểu, nhưng mà cũng chỉ còn lại cho mình 7 máu. Việc Ulu đã phải dừng lại ở vị trí top 8. Lula vẫn đang dẫy được ở trong trận đấu này, rất hồi hộp. Trong khi đó IBE vẫn đang là một phong cách chơi giữ máu quá tốt. Thật ra Aribang Đẳng là một cái bài đấu đang khá là mạnh ở meta hiện tại. Với việc con Ari vừa có khả năng gây sát thương tốt tới từ những cái tình huống đẩy cầu, cũng như là khả năng hồi phục ngược trở lại tới từ hệ thống băng đảng, cũng như là những cái món đồ trấn phái của Ari, như anh ta đang build là một cái bùa sách kiếm súng, cùng với đó là một cái món đồ phép có thể crit phép cũng như là mụ phù thủy, thì Ari ở thời điểm hiện tại đang là một bài đấu khá mạnh. Nhưng tôi cũng chưa chắc là với cái cách build như thế thì Ari có thể trụ nổi với cái lượng sát thương tới từ một con Irelia cầm 3 đồ đam. Ở đây là một tình huống Syrah anh ta gặp cho mình nhà của Grim, khả năng gây sát thương tới từ một con Renata 1 vẫn đang là rất nhiều. Một con Alista vẫn đang chống chịu được những lượng sát thương cảm giác của một con Sivir. Anh thấy chưa? Anh thấy bài đấu bò 2, 2 đồ, Iri 2 đồ, Sivir đối như thế vẫn thua Renata 1. Vẫn thua Renata 1 đang là một bài đấu thực sự là tôi nghĩ về chỉnh sửa. Thì cái bài đấu công nghệ này mới được các bạn top thách đấu yêu thích và sử dụng. Chứ còn không, con Sivir yếu quá. Nó tôi yếu hơn so với hẳn so với những con tướng 4 tiền khác như là Iri, như là Renata, hoặc thậm chí là đấy là con tướng 4 tiền rồi. Một con tướng quá yếu hết, mặc dù những con tướng 4 tiền đã là 2 sao rồi đấy. Nhưng mà Sivir, với cái skill của Sivir tôi nghĩ là không mang lại cái giá trị cao ở trong combat. Những pha nảy bật, lượng tốc độ đánh cộng thêm, cũng như là đòn đánh có thể gây thêm sát thương vật lý, nhưng mà cũng không thể nào mà đảm bảo đủ cái lượng sát thương khi mà gặp một cái dàn tanh đủ cứng. Khá khó dành cho vị trí của Syrah trong round đấu vừa rồi. Nếu như phải đặt một cái vị tướng khác ở trong tộc công nghệ, một cái vị tướng carry khác lên bàn cân so với Sivir, thì tôi nghĩ là tôi sẽ đánh giá cao một con Lucian 2 sao hơn là một con Sivir. Ta đã là 2 sao của Green rồi. Đúng vậy. Và đây sẽ một ván chiến thắng của Green. Đây sẽ một Raven ván chiến thắng rồi. Lula, Raven khá ui, một nhà. Con Raven nhưng mà không có hút máu. Không, đây là một con Raven không có hút máu thì chắc chắn sẽ phải nhận một trận thua. Thua rồi. Lula đi âm đau quá. Green liệu rằng anh ta có đép được hay không? Syrah tiếp tục thua, Sivir vẫn đang tiếp tục thua ở trong lobby này của chúng ta. Green thì đang trong giao tranh với IBE, một người đang có cho mình là 75 máu và một người đang có cho mình là 7 máu. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Vâng, màn hình camera man của chúng ta chưa thấy di chuyển sang đấy màn rồi, hình đấy rồi, bên đấy phía rồi. Của Green. Chỉ một set mà thôi, một set thì chưa đi anh Monzi ạ. Dù Green có thua thì một set vẫn chưa ông đi. Green. Ui rồi ôi. Ôi đi luôn à? Đi ui, luôn. Vừa tròn máu. Khi mà đây là một set 7 máu. Vừa đủ, sẽ là vừa đủ. 3 là 7 là máu con tướng chest. 5 máu pet và Green phải dừng lại ở vị trí top 6 rồi. Gái chảnh có mặt trong top 5, Syrah 25 máu. Và với một con Vex cầm đồ như vậy thì IB anh ta vừa giành chiến thắng trước bài đấu Green, nó set dành cho vị trí cường sứ Mai. Trong khi đó cậu bé nhút nhát anh ta đang muốn lấy gì? Một cái đại bác liên thanh trên người của Victor. Một cái bài đấu của Green không thực sự quá đẹp. Một con Talon 3. Một Talon 3 tới từ nhà gái chảnh, nhưng mà cái lượng, cái ngưỡng máu của anh ta ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là 11 mà thôi. Đã update được thành công cho mình một con Vex 2 tới nhà của IB. Một con Talon đồ như thế này thì tôi nghĩ là cũng ok là khi mà với cái sự khổng lồ kia đối đầu với cái những dàn tanh cứng cáp như là đấu sĩ, như là một con Brom 2, thì hoàn toàn với cái dịch khổng lồ này giúp cho những pha đâm của Talon mang lại nhiều sát thương hơn. Một cái quỷ thư dành cho vị trí của Echo. Chắc chắn với cái nỏ xét thì khả năng giảm kháng phép trong đội hình của chàng trai của chúng ta là có. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Ui, một cái tình huống nhảy xuống và tiếp cận được vào vị trí của Irelia. Đây là một cái huyết kiếm cũng như là vô cực, khả năng gây sát thương tới từ Irelia là rất nhiều. Nó có đủ trước một con Talon có khả năng hồi phục như thế này hay không? Irelia lưỡi dao bất liễu. Khó quá. Syrah liên tục thua ở round 5 chấm và anh ta lại tiếp tục trận thua tiếp theo. Trận thua thứ 3 hay thứ 4 của Syrah rồi. Syrah trận này đúng chỉ đánh bằng máu khi mà anh ta level 7, anh ta có cho mình một con CV2. Và bây giờ anh ta đang đánh bằng máu để có thể chen chân vào top 4. Những pha lưỡi dao kích liễu của Talon, cái tầm giá trị ở hiện tại đang rất cao. Và với một con vị cứng cáp như thế này thì cậu bé nhút nhát anh ta đã giành chiến thắng trước bài đấu của FGM Gaming cùng Smile. Cường Smile anh ta vừa thua và chỉ còn lại cho mình hình như là 12 máu, đúng là như vậy. Gái chảnh 11 cũng như là Syrah còn lại cho mình 10 máu, cái lượng máu rất suýt soát. Top 5 còn nguyên dành cho cả ba thành viên này. Trong khi đó những người sở hữu những cái lợi thế nhất, lớn nhất ở trong ván thi đấu thứ hai này vẫn là IBE2 cũng như là cậu bé nhút nhát.
hai tuyển thủ có một cái lối đánh cũng như là một cái phong độ vô cùng ổn định xuyên suốt qua hai ván đấu. Vâng, ở đây là Siram. Gặp Siram nhà gặp của nhà cậu bé nút nha. này, Thôi. ai sẽ là người chiến thắng đây? Siram đã có 6 công nghệ ở 4 tiến công mà thua được nhà này nữa thì tôi không chịu. Rất Nhưng khó anh Monzi ạ. À, mà nhìn anh ơi, một anh một nhìn nhà Renata đang đứng ra đồ kìa. một cái V2 như thế này thì rất là đau đầu, rất là đau đầu luôn đấy ạ. Vâng, ra quỷ thư, Renata ra luôn quỷ Ôi, thư. nhưng mà tình huống bóp hơi Liều thế chứ búp hơi bóp một chút tới được siêu cô nhưng mà vẫn không bóp đâu anh ạ, bóp thắng. mạnh luôn đấy chứ. Đúng Vâng, một người đã thua Sivir quá yếu. vậy. Vâng, bạn sở hữu cho mình con Sivir 2 sao ở level 7 và đánh đến 5 chấm bạn thua liên tục. Vâng, chỉ có Không may thắng mắn mới nổi một mang đàn lại nào. dành cho chàng trai của chúng ta một trận đấu có mặt ở trong top 4 mà thôi. Đánh bằng máu và có cho mặt trong top 4 đó chính là Sira. Cầu thủ Mai thì anh ta Anh ta thua dừng đau lại rồi. ở vị top 5. Đúng rồi, như Một vậy. vài đấu yếu thế hơn. Thậm chí đây là một con Renata cầm cho mình cái bốc đồ Bảy hóa đánh kỳ, bằng quá kinh khủng. đánh bằng V và đánh bằng cả Warwick. Đúng rồi, như vậy. Một con V như thế này thì cảm giác con Irelia đâm vào thì cũng không có được bao nhiêu sát thương cả. Đây là một bài đấu Manza 2 tới từ nhà của EB2. Có lẽ là đã kèm rất nhiều thuật sư vào rồi thì anh ta mới có thể giành được cái chiến thắng trước nhà của Cường Rồi Smile. là ta cứ ra đồ này sẽ thành hợp lý. Vâng, Đại Bác Liên Thanh, tại sao không cho thêm con Victor nữa, cầm cho tít. Vâng, Victor đứng ở hàng dưới còn đánh lên về gần đến hàng dưới bên kia. Ui, một con nào 3 sao đến từ Morgana EB. chưa biết được, có lẽ đây sẽ là một cái đánh giá có vẻ. Ui, lại cả Vic 3 nữa. Thế này thì có lẽ Đó, tôi nghĩ là nhưng mà lại ra diệt pha này nha, hai diệt nha, nên nhớ là Warwick của cậu bé nhút nhát có diệt khổng lồ và một pha đúng ra rồi. đừng có diệt khổng lồ tiếp theo đến từ Renata. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những pha sử dụng kỹ năng phát tán độc dược của Renata có thể dứt điểm đi dàn tanh full 3 sao này của cái bóng của EBE hay không. Lượng sát thương gây ra ở Mazaha vẫn là ok, với cái Sojin cũng là quỷ thư, Ui, tia nhưng hỗn một pha mang. kẻ thôi. Tôi cảm Một. giác như là đội hình của cậu bé nhút nhát có lợi thế hơn, nhưng mà Đúng Siko là như móc vậy. quá, Siko móc quá nhỉ. Vâng, Siko đang bút vào từng từng người từng người từng con tướng trong đội hình của cậu bé nhút nhát tự nhiên nằm xuống không hiểu lý do vì sao. Vâng, Tôi nghĩ Siko bắt đầu phải cân nhắc có thể bỏ luôn con Siko ra. Vâng, bởi tôi vì thấy vị trí của một đội hình con EB đánh cò quay quá tốt anh ạ, đúng vậy, đội hình đúng vậy. EB đánh cò quay quá tốt, càng đánh lâu càng đánh dài mà con Siko không bị hạ gục thì nó sẽ bút cho những con tướng ở bên tuyến trên trong Đúng bài rồi, như đấu của vậy. cậu bé nhút nhát và tự nhiên sẽ phải nằm xuống. Thì hơi đáng tiếc một chút, một bài toán rất khó giải đây. Nhưng mà Renata 3 tôi nghĩ là rất dễ giải nha. Nếu mà anh ta vẽ ra được Renata 3 thì tự nhiên bài toán nó thành bài toán tự giải. Rất nhiều Renata nha, rất nhiều Rồi. Renata trong Cái ván thi đấu này. Siram đã phải dừng lại cái chảnh còn 2 máu. Mazaha 3 thì thôi, lại thêm một bài toán khó giải nữa. Vâng, những cái bài toán liên tục là khó giải. Rất đau Mazaha đầu 3. một tình huống lốc vào vị trí của Vi, một vị trí tanker Mazaha rất cần 3, thiết Vic dành cho 3. đội hình của cậu bé nhút nhát. Khó rồi, chắc là cậu sẽ phải nhận một cái round tour tiếp theo của tình huống kẻ tia hỗn mang phá hủy đi những cái lớp giáp trên người của những con tướng trên bàn cờ của nhà EBI2, nhưng cảm giác nó chưa đủ khả năng Vì gây đánh sát chết thương, tự chết tự lăn ra chết. Đúng kẻ vậy. 8 lạng người nửa cân. Ui, Trận đấu cái đầu chảnh bị tiên, đi. trận đấu đầu tiên thì Royal anh ta đánh gục EVE ở vị trí thứ 2, nhưng mà trận đấu thứ hai này liệu rằng EB có thể có một cái sự trả thù ngọt ngào hay không khi mà chàng trai của ta đang có lợi thế với một bài đấu ma pháp sư full 3 sao những con tướng 3 tiền của mình. Một con Morgana 3, một con Vex Đấy rồi, 3, đấy một rồi, con đấy rồi. Mazaha 3. Renata 3 sao đến từ vị trí Ui của giời, cậu bé Renata nhút nhát. Chưa biết 3 vẫn nha, đang đứng mẹ. ra quỷ thư nào, quỷ thư. Đây rồi, Đây ui, hơi đen một rồi, Diêu Kèo và Đại Bác cầu út tí. cút. Hơi khó một tí mà thôi, lên luôn. Vâng, Thôi. chúng ta sẽ lên luôn. Rất khó Đường lên đỉnh Olympia, làm hết cỡ rồi. Thua nữa thì cũng chịu, vâng, ra luôn cái vua rồng. Vâng, cơ. quá tinh tế đấy từ mò 3. Rất tinh Biết tế. đội hình bên kia ra Renata 3. Vâng, Morgana nhan đường nhẹ ra cái vua rồng, khá chuẩn chỉ. Rất vàng cái đầu một con Renata, những cái tình huống phát tán độc dược cảm giác như đang như sát thương là nhiều anh Monty ạ. Anh ơi, Ui. ui Renata 3 nha, rất có Ui, học đây là con thỏ nha, điện quá rất quýt là có học cao. đấy ạ. Đây là Warwick, là hai Warwick. con tướng 3 tiền, tôi tự tin là Warwick thắng. Warwick sẽ giành chiến thắng. Đây là một tình huống, nếu như đây là một tình huống chói tốt tới được Morgana thì vẫn không thể Không, ăn được không con đủ Warwick sát này. thương, chính Đúng xác. vậy, như vậy. Không thể ăn được. Hay quá, đi chợ làm nhẹ cái gì đây?
không có cái gì để check xem đối thủ cần gì không, một cái vút bẫy xa sẽ hợp thì lý, một vút bẫy dành cho vị trí vút bẫy cũng là cần thiết. Đúng 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 đúng, vút bẫy làm sao để con Renata được chơi một cái tình huống đẩy Renata lên hàng một cũng khá là ok, vừa có một ui thôi, đồ như thế này thì ui, chắc là thôi. Ôi quyền trượng và quyền năng vâng, chỉ cần hai pha ba pha như thế này liên tục thôi thì khả năng cao là bú được. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem có nhúc nhát anh ta có thể vượt được cái kèo này không, khi mà 53 máu dành cho EB phải đánh đến vào có lẽ là 7 chấm rồi nếu như chàng trai chúng ta giành chiến thắng. Rất căng thẳng. Đây rồi, đối đầu với ở bên kia rất nhiều 3 sao, mỗi quyền trượng đã được lấy về trên người con Ari. Đây là những cái tình huống cào cấu tới từ Warwick, những tình huống phát tán đông dược tỏ ra là đang chất lượng, một tình huống tiêu hỗn mang rất chất lượng tới Victor, phá hủy đi những cái lớp giáp. Ám ảnh kinh hoàng tới từ Manzaha bên phía bên kia vẫn đang được tiếp tục triển khai, và đây là khả năng không hồi phục tới từ Manzaha từ một cái kiếm súng và sẽ phải dừng lại. Manzaha và vâng, nó được chơi và nó giải quyết tất cả, né đi phát tán độc dược và đó là một trận thắng. EB đã trả thù được TGR trong trận đấu thứ hai này để mang về cho bản thân anh ta một trận đấu top 1 với một bài đấu ma pháp sư rát vàng, một con Vex 3, một con Morgana 3 random cho mình, đó chính là Zamkai, và dây chuyền thì hơi khó để cho dàn tanh cũng như dàn công phá bên phía. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.